Hồi thứ 15 Thái sử từ ham đấu tiểu ba dương Tôn bá phù đánh tan nghiêm bạch hổ Nhắc lại Trương Phi đánh mất từ châu Bị quan công trách mắng Mới rút gươm ra tự tử Thì quyền đức sấn tới ôm chầm lấy Phi giằng gươm dứt xuống đất nghẹn ngào nói Em ơi! Người xưa đã nói Anh em như tay chân, vợ chồng như áo quần Chú thích Thơ lục y ở phần dạy phong trong kinh thi Đọc tiếp Áo rách thì có thể giá được Tay chân đứt lìa còn chấp nối làm sao Ba anh em ta kết nghĩa vườn đạo Đã thề không cần phải cùng sinh Chỉ nguyện cùng chết nay thành trị tuy bị mất vợ con anh bị lạc nhưng mà anh em ta sao nỡ gì vậy mà chia lìa sinh tử giữa đường huống chi thành trị đó vốn không phải là sở hữu của ta gia quyến tuy thất hãm nhưng lã bố ác cũng không sát hại hãy lo bài kế mà cứu ra em mới lầm lỡ có một chút đã đến nỗi nào mà nỡ quỷ thân cho đành chú thích. Em mà lầm lỡ lấy dài ba chút như thế thì đời anh tan mất. Đọc tiếp. Dứt lời khóc lóc lớn lên rất thống thiết. Quang trương cùng ứa lệ khóc theo. Viên thuật biết tin là bố đã chiếm từ châu. Liền sai người tìm đến. Hứa tặng bố năm dạng hộp lương, năm trăm con ngựa, một vạn lượng vàng bạc, một ngàn tấm gấm dốc, và hẹn nhau hai mặt cùng đánh quyền đức. Lã bố nghe hơi của thì vui mừng ngay. Bèn sai cao thuận dẫn năm dạng quân đi đánh tập hậu quyền đức. Quyền đức nghe tin, lo sợ. Bèn nhân lúc trời mưa tầm tã, triệt binh khỏi hu di, chạy sang phía đông định chiếm lấy quảng lăng. Khi cao thuận đưa quân tới thì quyền đức đã đi mất. Thuận tới gặp Kỷ Linh, đòi hỏi những của đã hứa. Linh nói, Ông hãy cứ về đi, để tôi còn hỏi lại chú công tôi. Cao Thuận từ biệt, kéo quân về ra mắt là bố, kể lại lời lẽ của Kỷ Linh. Bố còn trì nghi chưa quyết thì có tin viên thuật sai người mang thư tới. Đại ý nói rằng, Cao Tướng Quân tuy có đến nhưng chưa trừ được lưu bị. Hãy đợi bắt được Lưu Bị, bấy giờ sẽ đem những vật ấy tới trao. Lã bố xem qua, nổi giận mắng viên thuộc là độ thất tính. Rồi toan khởi binh đi đánh. Trần Cung can rằng. Không nên. Viên thuộc chiếm cứ thỏa xuân, binh nhiều lương lắm, không thể khinh địch. Chi bằng mời quyền đức về đóng tiểu bái làm dây cánh cho ta. Ngày khác sẽ sai quyền đức làm tiên phong, trước đánh viên thuật sau phá viên thiệu ắt tung hoành thiên hạ được bố nghe lời sai người mang thư đi đón quyền đức về nói về quyền đức dẫn binh quân sang phía đông định chiếm quảng lăng bị quân viên thuật đánh cướp hao tổn quá nửa quân mã đang phải trở về thì gặp sứ giả của lã bố đưa thư quyền đức xem xong rất mừng nhưng quan trương cùng căng. Lã bố là kẻ vô nghĩa, không nên tin. Quyền Đức nói, hắn lấy lòng tốt đãi ta, sao lại nghi ngờ? Bèn kéo về từ châu. Lã bố cũng sợ Quyền Đức nghi ngại, nên sai người đưa gia quyến Quyền Đức trả trước. Cam Mi, hai phu nhân lại gặp Quyền Đức, kể rõ việc lã bố cắt quân canh cửa, cấm hẳn người vào và còn sai thị thiếp biếu tặng phẩm vật lương thực không để thiếu thốn chút gì nguyên đức bảo quan trương rằng anh biết là lã bố không hại gia quyến ta mà bèn giao thành gặp lã bố riêng trương phi căm giận bố không chịu vào đường ngay hai chị đến tiểu bái trước nguyên đức ra mắt lã bố và tạ ương bố nói Không phải là tôi muốn chiếm đoạt cái thành này Chỉ vì thấy lệnh đệ Trương Phi thường sai rượu giết người Tôi sợ hỏng việc cho nên tới giữ giùm ông vậy Quyền Đức nói Thì chính bị đã muốn nhường lại anh đã lâu Là bố cũng giả vờ trả thành lại cho Quyền Đức Nhưng Quyền Đức hết sức từ chối trở về tiểu bái đồn quân quan trương rất bất bình. Quyền Đức khuyên rằng Hãy quốc thân thủ phận chờ thiên thời, không thể cưỡng lại vận mệnh được. Là bố sai người đưa lương thực giải dốc tới cung cấp đầy đủ, từ đó hai nhà hòa hảo với nhau. Hãy tạm gác chuyện từ châu, nói về viên thuật ở Thọ Xuân. Một hôm đang mở tiệc lớn khao thưởng tướng sĩ thì có tin báo tôn sách đi đánh thái thú Lư Giang và Lục Khang, đắc thắng trở về. Thuật cho gọi vào, sách lại trước thềm, hỏi hang úy lão xong, thuật cho ngồi yến ẩm. Nhắc lại, tôn sách từ khi cha tử trận ở Kinh Châu, phải lui về Giang Nam chiêu hiền lễ sĩ. Sách có ông cậu là Ngô Cảnh, làm thái thú Đan Dương. Chú thích Mẹ tôn sách sau khi chồng chết phải đem con cái về ở nhà em là Ngô Cảnh đọc tiếp vì Ngô Cảnh có chuyện bất hòa với thứ sử Đào Khiêm sách phải đón mẹ là Ngô phu nhân cùng với tất cả gia thuộc về khúc a nương Náo. rồi sách qua Thọ Xuân theo dân thuật Thuật yêu mến sách vô cùng thường than thân rằng ước gì ta được người con như Tôm Lang thì chết cũng vui lòng. Bèn cho làm hoài nghĩa hiệu úy, sai dẫn quân đi đánh thái sư kinh quyện là tổ lang. Sách đánh được, thuật thấy sách anh dũng, lại sai đi đánh lục khang. Nay sách cũng đại thắng mà về. Đêm hôm ấy, yến viên xong rồi, sách trở về dinh trại, ngẫm lại điệu bộ ngạo nghễ của thuật khi đẩy mình trên tiệc mà uất ức trong lòng. Bèn tha thẫn nơi trung đình, đi dạo dưới ánh trăng đêm, rồi chạnh nghĩ. Cha ta trước kia anh hùng biết bao, cái tên tôn kiên gian lừng thiên hạ, mà nay thân ta luân lạc đến như thế này. Bực giác sách òa lên khóc lớn. Bỗng một người từ bên ngoài đi vào, mỉm cười bảo sách. Sao mà bá phụ lại sầu não như vậy? Lệnh tôn lúc sanh tiền đã từng dùng mưu của tôi. Nay bá phụ có việc gì khó nghĩ, cứ hỏi tôi đây, việc gì phải khóc? Sách nhìn lại, thì ra người ấy quê ở Cố Chương, quận Đan Dương, họ chu tinh trị, tự quân lý, vốn giữ chức tòng sự cho tôn kia ngày trước. Sách gạt lệ, mời ngồi rồi nói Tôi phải khóc là vì giận mình không nối được chí của cha Chu Trị khuyên rằng Sao mà bá phụ không nói với viên công lộ Mượn binh mã kéo về Giang Đông Nói là cứu ngô cảnh để thực sự mưu đồ đại nghiệp Sao lại chịu bó thân dưới người ta mãi như thế này Đang bàn tính Chợt một người bước vào, nói ngay rằng Hai ông bạn tính gì, tôi đã biết rồi đó. Tôi hiện có một trăm thủ hạ khỏe mạnh đây, xin giúp bá phụ một tay. Sách nhìn ra, mới biết người đó là mưu sĩ của viên thuật. Quê ở Tế Dương thuộc Nhữ Dương, họ lã tên Phạm, tự là tử hành. Chú thích. Tay mưu sĩ của viên thuật mà lại bỏ đi mưu việc cho người khác coi thế đủ biết tư cách của viên thuật như thế nào quý vị và các bạn đang nghe sách tại quạt web thư viện sách nối vn trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều đọc tiếp Sách mừng rỡ Mời ngồi cùng thương nghị Lã Phạm nói Chỉ sợ là viên công lộ Không chịu cho mượn binh Sách nói Cha tôi mất đi Có để lại cái ấn ngọc truyền quốc Tôi gửi công lộ làm tin ắt là phải được Lã Phạm nói Phải đó Công lộ vẫn thèm muốn cái ấn đó từ lâu Nếu đem gửi làm tin ắt mượn được quân mã. Ba người bàn bạc xong, hôm sau sách vào ra mắt viên thuật, khóc lại rằng. Thù của cha tôi chưa rửa được. Nay cậu tôi lại bị thứ sử Dương Châu, là lưu do, bức bách. Mẹ tôi cùng gia quyến hiện ở khúc A, ắt bị hại. Tôi muốn xin mượn vài ngàn binh qua sông cứu nạn nhà. Sợ Minh Công nghi ngại, vậy có cái ấn ngọc cha tôi để lại, xin gửi làm tin. Duyên thuật nghe hơi ấn ngọc, liền bảo đưa xem. Ngắm nghe kỹ, rồi vui mừng nói. Ê, không phải là ta yêu sách ấn ngọc của ngươi. Nhưng mà nay cứ tạm gửi đây ta giữ cho. Ta cho mượn ba ngàn tinh binh, với năm trăm con ngựa đó. Bình định xong rồi, phải về đây ngay. Hiện giờ chức vị người nhỏ mọn thấp kém, không cầm quyền lớn được. Vậy ta biểu tấu cho người làm chiếc sung hiệu ý, điển khấu tương quân. Hãy định ngài lĩnh quân đi ngay đi. Sách bái tạ, rồi lĩnh quân mã cùng chu trị, lá phạm, sửa soạn. Ba tướng cũ trình phổ, hoàng cái, hàng đương, định ngày cất quân đi tới lịch dương bỗng gặp một đoàn quân đi đầu là một trang thanh niên tư chất phong lưu tuấn tú dung nghi đẹp đẽ hào hoa trông thấy sách liền xuống ngựa xá chào thì ra người ấy vốn quê thư thành quận lư giang họ chu tên du tự công cẩn nguyên trước kia hồi tôn kiên đi đánh động trác đưa gia quyến sang nương náo ở thư thành vì thế chu du với tôn sách biết nhau hai người lại cùng tuổi nên giao tình rất thân thiết rồi kết nghĩa anh em chú thích hai cậu đẹp trai nhất giang đông mà kết làm anh em thì phải lắm rồi đọc tiếp sách sinh trước du hai tháng nên du tôn làm anh rồi đôi bên xa cách mãi đến nay du đi thăm ông chú là chu thượng làm thái thú đan dương qua chỗ này thì tái ngộ sách gặp du mừng rỡ khôn xiết kể lại tình cảnh tâm sự du nói em xin đem hết sức quyển mã giúp anh cùng mưu việc lớn sách hân hoan ta được công cẩn ắt đại sự phải thành bèn mời lại hội kiến với lã phạm chu trị dù bảo sách Ngô Quỳnh muốn gây đại nghiệp Ác cũng biết Giang Đông này có hai người họ Trương chứ Hai người họ Trương nào Một người là Trương Chiêu Tự là Tử Bố ở Bành Thành Một người là Trương Quyền Tự là Tử Cương ở Quảng Lăng Chú thích Trương Quyền Về sau lại chép là Trương Hoành Có lẽ chữ Hoành đúng hơn Đọc tiếp cả hai đều có tài kinh thiên dĩ địa tránh loạn ẩn dung này ngô huynh nên tìm tới mời ra giúp việc lớn đi tôn sách mừng rỡ liền sai người đem lễ vật đi mời hai người ấy nhưng cả hai đều từ chối không ra sách bèn thân đến tận nhà cùng nhau đàm đạo thấy rõ tài trí lại càng vui lòng rồi hết lời năn nỉ hai người mới chịu ra giúp sách bèn cử trương chiêu làm trưởng sử kiêm chức phủ quân trung lan tướng cử trương quyền làm tham mưu chánh nghị hiệu úy rồi mở cuộc thương nghị đi đánh lưu do nói về lưu do tự là chính lễ vốn quê mâu bình thuộc đông lai cũng người tôn thất nhà hán là cháu gọi quan thái úy lưu sủng bằng chú và lại em ruột quan thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Trước kia, Lưu Do làm thứ sử Dương Châu, đóng quân ở Thọ Xuân, bị viên thuộc đánh đuổi nên chạy qua Giang Đông tới đóng khúc A. Hôm ấy nghe quân tôn sách tới, Vội họp các tướng, bàn kế nghênh địch. Bộ tướng Trương Anh nói, Tôi xin lĩnh một đạo quân đóng giữ ngưu chữ giặc dẫu có trăm vạn quân cũng không dám đến gần. Nói chưa dứt lời thì dưới trướng có người kêu lớn. Tôi xin làm tiền bộ tiên phong. Mọi người nhìn lại mới biết người ấy quê ở Hoàng Nguyện thuộc Đông Lai, tên là Thái Sử từ Tự là Tử Nghĩa. Nguyên sau khi từ giải dây cho Khổng Dung ở Bắc Hải, liền tới ra mắt Lưu Do. Do Lưu dùng dưới trướng hôm ấy nghe tôn sách đem quân tới đánh từ liền xin đi tiên phong nhưng lưu do nói người còn ít tuổi không thể làm đại tướng được chỉ nên ở bên cạnh ta nghe lệnh mà thôi thái sử từ ấm ức lui ra trương anh kéo quân tới ngưu chữ chứa 10 vạn học lương ở để cát tôn sách dẫn quân đến anh kéo ra ngân địch quân hai bên dàn trận trong bãi cát lòng sông. Tôn sách thúc ngựa ra trước trận. Trương Anh lớn tiếng mắng sách. Hoàng cái nhảy ra đánh Trương Anh. Đánh nhau mới có vài hiệp. Bỗng thấy trong quân Trương Anh náo loạn. Rồi có tin, có kẻ đốt lửa trong trại. Trương Anh vội kéo quân lui về. Tôn sách thừa thế xua quân đánh tràn. Anh phải bỏ ngưu chữ, chạy vào núi mà trốn. Nguyên Lai, những người phóng quả đốt trại Trương Anh, đó là hai kiện tướng. Một người ở Thọ Xuân, quận Cửu Giang, họ tưởng tên Khâm, tự là công dịch. Một người ở Hạ Thái, cũng thuộc Cửu Giang, họ Chu tên Thái, tự là Ấu Bình. Cả hai cũng nhân thời loạn, tụ tập hảo hán trên sông Dương Tử, cướp bóc kiếm ăn. vốn từ lâu nghe tiếng tôn sách là bậc hào kiệt giang đông, biết chiêu hiền đại sĩ nên nay vẫn ngay đồ đảng hơn 300 người tới đốt trại Trương Anh và đầu hàng sách. Chú thích Sông Dương Tử này là con sông nhỏ chứ không phải sông Dương Tử Túc Trường Giang, Đại Giang. Đọc tiếp Sách mừng rỡ, dùng hai người làm xa tiền hiểu ý. Sạch thắng trận ấy, chiếm được ngưu chữ để cát lấy được vô số lương thực quân khí, lại thâu được hơn 4.000 quân đầu hàng, bèn tiến đánh thần đình. Trương Anh bị thua, về ra mắt Lưu Do. Lưu Do nổi giận toan chém. May có hai mưu sĩ Trích Dung và Tiết Lễ khuyên can, Do mới tha cho và sai ra đóng thành linh lăng để cự địch. Rồi Do tự kéo quân tới thần đình, đóng trại ở phía nam núi. Tôn sách thì đóng dinh ở phía bắc núi hôm ấy sách hỏi thổ dân núi này có miếu thờ vua hán quan vũ phải không thổ dân thưa quả trên núi này có miếu đó sách nói đêm qua ta nằm mộng thấy hán quan vũ dời ta tới ra mắt vậy ta lên đấy lễ cầu mới được trưởng sử trương chiêu can rằng ấy không nên. Ngay phía nam núi là trại lưu do rồi. Nếu có phục binh thì sao? Đã có thần giúp, ta còn sợ gì? Bèn nai nịch, cầm dao lên ngựa, dẫn năm tướng, trình phổ, hoàng cái, hàng đương, tưởng khâm, chu thái, và mấy quân kỵ nữa. Tất cả chỉ có 13 người cưỡi ngựa ra khỏi trại. Lên núi cao, tìm tới miếu thợ, đốt gương xá lại. Lại xong, sách bước lên trước quỳ xuống khấn rằng nếu tôn sách này lập nghiệp ở giang đông phục hưng cơ đồ của cha xưa sẽ trùng tu miếu cũ bốn mùa cúng tế khấn xong ra khỏi miếu lên ngựa quay lại bảo các tướng ta muốn qua sườn núi bên kia thám thính quân lưu do xem sao các tướng đều nói không nên nhưng sách không nghe cứ rẽ cương sang phía nam núi mà đi. Rồi một lát sau, dừng lại chỗ rừng cây thám thính địch tình. Tức thì có vài tên quân phục lộ nhìn thấy, phi báo cho Lưu Do hay. Do nói, đây ác là kế dụ địch của tôn sách, không nên đuổi. Thái sử từ dậm chân nói, lúc này mà không bắt ngay lên tôn sách, còn đợi bao giờ nữa? bèn không đợi lệnh lưu do từ nai nịch lên ngựa cầm giáo ra khỏi trại kêu lớn quân sĩ ai là người có can đảm thì theo ta nào các tướng đều lặng thinh chỉ có một tiểu tướng nói thái sử từ thiệt là trang mãnh tướng đời nay ta phải giúp một tay mới được nói rồi dục ngựa cùng đi chú thích tiếc tay sử sách không ghi tên viên tiểu tướng này đọc tiếp. Các tướng đều cười nhạt. Bây giờ Tôn Sách đã quan sát trại địch đến gần nửa giờ mới chịu quay ngựa trở về. Khi xuống tới chân núi, bỗng nghe tiếng kêu lớn. "Tôn Sách kia, chớ chạy." Sách quay lại nhìn, thấy hai người đang phi ngựa từ sườn núi xuống như bay. Bèn sai 12 người lui ra xa, đứng dàn hàng ngang. Còn Sách thì cầm ngang ngọn giáo, dừng ngựa đứng chờ dưới núi. Thái sử từ chạy tới té khỏi. Trong chúng bay, thằng nào là tôn sách? Sách hỏi lại. Mày là ai? Ta là thái sử từ ở Đông Lai, tới bắt thằng tôn sách. Sách cười. Chính ta là tôn sách đây. Ta chấp hai đứa bay cùng đánh đó. Ta không sợ đâu. Nếu sợ, thì ta không phải là tôn bá phù từ cũng thách lại mày cứ gọi cả lũ kia lại đây cũng đánh ta ta cũng không sợ nói rồi thúc ngựa sấn tới đâm sách sách đưa giáo đoán đánh hai ngựa quần nhau hai người đấu sức năm mươi hiệp không phân hơn thua bọn trình phổ các tướng đứng trong thầm khen phục từ nhận thấy thương pháp của tôn sách không sai sảy một ly quả là tuyệt diệu. Bèn giả vờ đuối sức chạy lùi, dụ sách đuổi theo. Từ không theo lối cũ lùi lên sườn núi, mà chạy dần về phía sau núi. Sách đuổi tới kêu lớn. Nếu mà chạy thì không đáng mà khảo hán đâu. Từ nghĩ bụng, nó có 12 đứa đi theo, mình thì chỉ có một người. Nếu có bắt sống được nó, cũng bị tụi kia cướp lại. Chẳng bằng dẫn nó ra xa thêm một quãng nữa, đến chỗ vắng sẽ hạ thủ. Nghĩ như thế, rồi cứ vừa đánh vừa chạy. Sách một mực không chịu buông và đuổi thẳng tới một chỗ đất bằng phẳng. Bây giờ từ mới quay ngựa, tái chiến. Lại đánh nhau 50 hiệp nữa mà chưa ai nào núng. Bỗng sách hăng lên, đâm từ một giáo hết sức. Từ nhanh nhẹn tránh thoát và sách hụt đà. Bị từ nắm được giáo, nhưng lẹ như chớp, sách cũng nắm được giáo của từ. Hai bên dùng sức dằn nhau quá mạnh, tụt từ mình ngựa xuống đất. Hai con ngựa bó chạy, đằng nào cũng không biết nữa. Bèn cùng bỏ giáo đi, sấn lại đánh nhau túi bụi. Chiến bào bị rách, tươm như bươm bướm. Bỗng sách sấn tới giật được cây kích, cài lên từ. Từ cũng chợp được cái mũ đau mâu trên đầu sách. Sách lấy kích đâm. Từ lấy mũ sắt gạt đỡ. Đánh nhau lâu nhưng sức vẫn còn hăng. Bỗng nghe tiếng reo gian dậy. Quân tiếp ứng của Lưu Do kéo tới trước hơn ngàn người. Sách đàn nguy cấp thì bọn trình phổ 12 người cũng phi ngựa tới. Bây giờ sách và từ mới chịu buông nhau ra. Từ chạy vào trong quân kiếm một con ngựa rồi lại cầm thương lên yên trở ra Bây giờ trình phổ đã bắt được con ngựa của sách và dắt tới. Sách cũng cầm thương lên ngựa trở lại. Thế là hơn một ngàn quân của Lưu Do hỗn loạn với bọn trình phổ 12 người dưới núi Thần Đình. Bỗng nghe tiếng reo vang trời. Chu Du kéo quân tới tiếp ứng. Rồi Lưu Do cũng dẫn đại quân đánh xuống. Đánh nhau được một lát thì trời nhá nhem tối, mưa gió như trút nước hai bên đều phải thu quân về. Hôm sau, Tôn Sách kéo quân đến trước trại Lưu Do. Do dẫn quân ra đánh. Hai bên dàn trận xong, Sách lấy cây kích ngắn của từ sâu vào mũi giáo, giờ cao lên. Rồi quân sĩ kêu lớn. Nếu thái sử từ không chạy trốn, thì đã bị đâm chết rồi. Từ cũng sai đem cái mũ của sách ra trước trận và sai quân kêu lên rằng cái đầu của tôn sách ở đây nè quân hai bên hò hét thách thức bên này khoe mạnh bên kia khoe hùng Thiêu khích nhau kịch liệt rồi thái sử từ giọt ngựa ra để quyết một trận sống máy với tôn sách sách toan ra thì trình phổ can rằng chúa công chẳng cần phải mở sức đâu để tôi ra bắt nó cũng xong nói rồi thúc ngựa ra từ bảo phổ Mày không phải là địch thủ của ta. Về kêu tôn sách ra đi. Trình phủ nổi giận, dung xà mâu, đâm từ. Hai ngựa quần tung đất, hai tướng đánh nhau kịch liệt. Mâu đưa qua, giáo đưa lại mới được ba mươi hiệp. Bỗng lưu do đánh chiên thu quân. Thái sử tự quay về hỏi. Tôi đang muốn bắt thằng tướng giặc, sao lại thu quân? Lưu do sợ hãi nói vừa mới được tin báo chu du đã kéo quân đi đánh úp khúc a rồi có tên phản tạc là trần vũ người ở tùng tư quận lưu giang tiếp ứng cho chu du nên quân địch đã vào thanh rồi cơ nghiệp nhà ta đã mất rồi không thể ở đây được nữa phải về ngay mạc lăng hợp với quân của tiết lễ trích dung mới được thái sử từ phải cùng lưu do rút quân tôn sách không đuổi kéo quân về trại trưởng sử trương chiêu nói quân kia nghe tin chu du đến úp khúc a đã quan mang sợ hãi không còn bụng nào ham đánh nữa vậy đêm nay đến cướp trại ắt là phải thắng rồi sách nghe lời đêm ấy chia quân năm đường bất thần đánh tràn săn quân lưu do đại bại bỏ tan quan bốn mặt rồi sợ hãi trốn đi gần hết thái sử từ anh dũng như thế cô khôn địch phải dẫn hơn 10 quân kỵ chạy suốt đêm về kinh huyện Tôn sách chiếm được khúc A, lại được thêm Trần Vũ. Trần Vũ tự là tử liệt, mình cao bảy thước, mặt vàng mắt đỏ, hình dung cổ quái. Sách yêu mến lắm, cử làm hiệu úy, sai đi tiên phong đánh tiết lễ. Vũ vẫn dài chục kỵ binh, xông thẳng vào trận địch chém hơn 50 thủ cấp. Tiết lễ thua chạy vào thành, đóng cửa không dám ra nữa. Sách đang công phá thành mạc lăng Thì nghe tin báo Lưu Do hội binh với Trích Dung Tiến đánh ngu chữ Do và Dung sóng ngựa ra trước trận nghênh địch Sách hỏi Ta đã tới đây Sao các ngươi không hang đi Từ sau lưng Do Một tướng cầm thương dục ngựa ra đánh sách Đó là bộ tướng Du Mi Đánh nhau chưa được ba hiệp Sách đã bắt sống Mi kẹp vào nách quay ngựa về trận. Một tướng khác là Phàn Năng, thấy Du Mi bị bắt, tức giận dung thương thúc ngựa đuổi theo. Mũi thương đã gần tới lưng sách, quân sĩ trước trận dội kêu lớn rằng, có người đâm trộm sau lưng chúa công. Sách quay đầu lại, thấy Phàn Năng, thì trừng mắt quát lớn một tiếng, rung chuyển cả mặt trận. Phàn Năng như bị tiếng sét nổ vào mặt, thất kinh rụng rời ngã lăn xuống chân ngựa, đập đầu trúng đá dở sọ chết. Sách về cửa trận, dần ngựa dưới cờ, quăng du mi xuống đất. Tướng sĩ nhìn lại, thấy du mi đã bị kẹp chết bẹp từ bao giờ. Thế là trong chốc lát, sách kẹp chết một tướng và quát chết một tướng. Từ đó tiếng đồn gian lừng và người đời gọi sách là Tiểu Bá Dương. Chú thích Bá Dương tức là sở bá dương hạng vũ tức hạng tịch đời tầng mạc có sức khỏe bạc sơn cử đỉnh mà cũng là người gian đông như tôn sách thời tam quốc này đọc tiếp Bây giờ quân lưu do đại bại bị quân tôn sách chém hơn dạng thủ cấp còn quá nữa đầu hàng lưu do cùng trích dung bỏ chạy qua dự chương nương nhờ lưu biểu tôn sách kéo quân trở lại đánh mạc lăng sách tự mình cưỡi ngựa đến sát bên hào chiêu dụ tiết lễ đầu hàng bỗng một mũi tên trên thành bắn ngầm xuống cắm ngập vào đùi bên tả sách đau quá ngã lăn xuống đất các tướng vội cứu dậy đem về dinh rút gươm khoét mũi tên lấy thuốc kim sang đắp vào buộc lại sách ra lệnh phao lên rằng chủ tướng bị tên bắn trúng mình đã mất. Trong quân làm lễ cử ai, rồi nhổ trại rút lui một loạt. Tiếc lễ, nghe tin tôn sách đã chết, ngay đêm ấy khởi hết quân trong thành, cùng với hai kiện tướng Trương Anh Trần Hoành mở cửa kéo đi đuổi đánh. Đuổi chưa được bao xa, bỗng nghe tiếng reo dậy đất, quân phục bốn mặt đổ ra. Chính tôn sách thúc ngựa ra trước, quát lớn. Tôn Lan hãy còn đây! Chú thích. Tôn sách bất tử coi thật giống Tôn Kiên tái sinh. Đọc tiếp. Quân địch trông thấy hồn phi phách tán đều bỏ khí giới mà lại phục xuống đất một loạt. Sách truyền quân nhà không được giết hại một mạng nào. Trương Anh quay ngựa bó chạy, bị Trần Vũ đâm một thương chết lăng Trân Quanh cũng bị tưởng khâm bắn chết. Tiết lễ thì chết trong đám loạn quân. Sách vào thành mạc lăng, an ủy nhân dân, rồi kéo quân qua kinh nguyện để bắt nốt Thái Sử Tự. Mấy giờ Thái Sử Tự đã chiêu mộ được hơn 3.000 quân khỏe mạnh, hợp cùng quân bản bộ, đang sắp kéo đi báo thù cho Lưu Do. Tôn sách cùng Chu Du, nghị kế bắt sống Thái Sử Tự dù bàn rằng Nên thúc quân đánh ba mặt quyện thành Chỉ để ngõ cửa đông cho tự chạy Cách ngoài thành 25 dặm Có ba lối chạy Thì phục đủ ba đạo quân Thái sử tự chạy tới đó Người mệt ngựa mỏi ắt bị bắt sống Nguyên lai Số quân thái sử tự chưa mộ được Lại quá nữa là dân rừng núi Không hiểu kỷ luật nhà binh thành kinh nguyện lại không được cao. Đêm ấy, tôn sách sai trần vũ, mặc áo ngắn, cầm dao leo thẳng lên mặt thành phóng quả. Thái sử từ thấy lửa cháy trên thành, bèn lên ngựa qua cửa đông mà chạy. Tôn sách dẫn quân đuổi đánh. Từ chạy được 30 dặm, người mệt ngựa mỏi thì tới chỗ đường có cỏ lao um tùm hai bên. Bỗng tiếng quân reo vang dậy, từ vội thúc ngựa chạy nữa, nhưng phục binh hai bên cùng tung dây thừng giật ngựa, từ ngã lăn xuống đất bị bắt sống. Quân giải từ về đại trại, sách nghe tin thân ra cửa dinh quát đuổi hết quân lính rồi tự cởi trói cho từ, cởi áo cẩm bào của mình mặc cho, mời vào trong dinh, ân cần nói. Ta vốn biết tử nghĩa là bậc trượng phu Lưu do là hạng ngu lỗ Không biết dùng làm đại tướng Cho nên mới thua như vậy Từ Từ thấy sách đãi mình hậu quá Bèn xin hàng Sách cầm tay từ Cười hỏi Cái lúc mà đánh nhau ở thần đình đó Nếu ông thắng tôi Liệu có giết chăng Từ cũng cười đáp À điều đó thì chưa biết như thế nào sách cười lớn rồi dắt từ vào trong trướng mời ngồi lên trên bài yến tiệc khoản đãi từ bảo sách lưu do mới bị thua lòng quân sĩ ly tán tôi xin đi thu thập họ về theo giúp minh công chẳng hay có tin lòng chăng sách đứng dậy ta rằng sách này vẫn mong như vậy nay xin ước hẹn cùng ông ngày mai đứng trưa xin về đây cho từ nhận lời ra đi khỏi các tướng nói thái sử từ ắt không có trở lại nữa đâu sách nói tự nghĩa là kẻ tính nghĩa ắt chẳng lừa dối ta các tướng đều chưa tin hôm sau sách sai dựng một cây gậy ngoài nắng trước dinh để coi bóng bóng gậy ngắn dần dần rồi khi mặt trời đứng đầu thì thấy sử từ dẫn hơn một ngàn quân về trại sách mừng rỡ các tướng đều phục sách là biết người thế là sách có vài vạn quân kéo xuống giang đông phủ uý nhân dân người kéo đến theo càng ngày càng nhiều dân chúng giang đông thấy tôn sách đẹp trai lại có phong độ hào hoa nên đều gọi là tôn lan. Lúc đầu cứ nghe tin binh mã tôn lan sắp đến là ai nấy sợ mất mật mà chạy. Nhưng khi quân sách tới nơi, chẳng một người dân nào bị giết. Không một con gà, con chó nào bị bắt. Dân chúng đều vui mừng, đem trâu khiên rượu ra trước cờ, khao lạo, đoán rước. Sách sai quân đem vàng lụa tặng lại. Lời dân ca tụng truyền khắp đồng ruộng, núi sông. Chú thích Sư bá Dương hổ thẹn không còn mặt nào trông thấy phụ lão Giang Đông. Nay, tiểu bá Dương lại xưng bá ở Giang Đông. Tôn sách là kiếp sau của hạng vũ chăng? Đọc tiếp. Số quân sĩ của Lưu Do bị bắt hoặc đầu hàng thì sách cho tùy ý. Ai theo quân ngũ nữa thì theo. Ai không muốn thì được cấp thưởng ít tiền lương trở về quê quán làm ruộng dân chúng gian nam đâu đấy ngưỡng giọng ca tụng. Do đó quân thế rất mạnh. Sách bạn đoán hai mẹ, chú và các em. Cả gia quyến cùng về khúc A. Rồi sai em thứ hai là Tôn Quyền cùng Chu Thái trấn thủ tuyên thành. Chú thích. Tôn Quyền, cậu bé mắt biết chúa tể một phần ba thiên hạ đến hồi này mới xuất hiện. Đọc tiếp. Sách lại kéo quân về phía nam để chiếm ngô quận. Bây giờ có nghiêm bạch hổ tự xưng là đông ngô đức dương chiếm cứ ngô quận. Sai các bộ tướng giữ ô thành và gia hưng. Hôm ấy, bạch hổ nghe tin quân tôn sách tới. Sai em là nghiêm dư ra quân đối địch. Hai bên gặp nhau ở phong kiều như cầm ngang đao dừng ngựa trên cầu có người báo vào trong quân tôn sách muốn thân ra đánh ngay đương quyền can rằng Dẫn mệnh ba quân đều gửi ở một tướng không nên khinh địch với bọn tiểu khấu xin tướng quân hãy báo trọng lấy mình mới được sách tạ ơn lời vàng đá của tiên sinh chỉ bảo quả là quý giá nhưng chỉ sợ mình không xông pha vào chỗ tên đau Thì tướng sĩ không hết sức đó thôi Bèn sai hạng đương ra đánh nghiêm dư Khi đương ra tới cầu Thì tướng khâm Trần Vũ Đã đoạt thuyền nhỏ men theo bờ sông Tiến đánh tới phía dưới cầu Dùng cung tên bắn loạn xạ sang bờ bên kia Rồi đương dẫn quân đuổi đánh tới sát cửa thành Dư chạy vào thành đóng cửa, cố thủ tôn sách chia quân hai mặt thủy bộ cùng tiếng dây chặt ngô thành dây ba ngày không ai dám ra đánh sách dẫn quân tới sát ngoài cửa chiêu dụ Bây giờ trên mặt thành có một viên tỳ tướng đưa tay trái bấm cây xà lớn đua người nhúng nhảy tay phải trỏ xuống dây thành chửi mắng thậm tệ thái sử từ ngồi trên ngựa lấy cung lắp tên rồi quay lại bảo quân tướng Hãy quay ta bắn trúng tay trái thằng kia Dứt lời Cây cung mở ra Rồi dây bật tách một tiếng Quả nhiên Mũi tên bay vù lên Xuyên trúng tay trái viên tỳ tướng Và cắm ngập cho cây xa gỗ Khiến hắn bị treo dính vào đó Quân hai bên thấy thế Dưới thành cũng như trên thành Đều la hét gian trời Rồi nhiều người leo lên cứu viên tướng ấy xuống Nghi mạch hổ sợ hãi thầm nói quân kia có tay doái như vậy ta địch sao lại bèn thương lượng cầu hòa hôm sau hổ sai nghiêm dư ra ngoài thành gặp tôn sách sách mời vào trong trướng uống rượu rượu ngà ngà sai sách hỏi dư chẳng hay ý lệnh huynh muốn như thế nào dư nói ờ thì muốn cùng tướng quân chia đôi giang đông sách đùng đùng nổi giận mắng lũ chuột bỏ sao dám đòi ngang hàng với ta chú thích tên người ta là bạch hổ mà tôn lan mắng là chuột khinh người quá đọc tiếp liền sai chém nghiêm dư dư quảng hốt rút kiếm ra đứng dậy sách liền một gươm trúng tay dư dư ngã lăn xuống sách sai người cắt lấy thủ cấp cho người đưa vào thành bạch hổ sợ hãi liệu sức không chống nổi bèn bỏ thành mà chạy sách chiếm ngô thành rồi tiến binh đuổi nữa lại sai hoàng cái đánh gia hưng sai thái sử từ đánh ô thành và đều chiếm được thế là sách bình định xong mấy châu nghiêm bạch hổ thua chạy qua dư hàng dọc đường cho quân cướp bóc dân chúng nên bị một người thổ hào là lăng tháo kéo hương binh cùng dân chúng ra đánh cho một trận tơi bời bạch hổ phải trong hướng cuối kê mà chạy hai cho con hai cha con lăng tháo tới ra mắt tôn sách sách cho làm tòng chính hiệu úy rồi cùng dân chúng qua sông nghiêm bạch hổ đi tụ tập những bọn giặc cướp kéo ra đóng giữ bến đòa Tây Kinh, bị trình phổ tiến đánh. Bây giờ thái thú quận cối kê là Dương Lãng đang muốn dẫn quân đi cứu Bạch Hổ. Bỗng một người bước ra căng. Không nên, tôn sách dùng quân nhân nghĩa. Bạch Hổ là tướng bao ngược, nên bắt Bạch Hổ nạp cho sách là hơn. Lãng nhìn ra mới biết người ấy quê ở Dư Diêu, quận Cối Kê, họ ngu tinh phiên tự là trọng tường hiện làm quận lại lãng nổi giận quát mắng ngu phiên than dài lui ra lãng bèn dẫn quân đi hội với nghiêm bạch hổ cùng dàn binh ở cánh đồng sơn âm đoán đánh tôn sách hai bên bày trận xong sách dục ngựa ra bảo dương lãng rằng ta đem quân nghĩa tới bình định chiết giang sao ngươi lại giúp giặc lãng mắng rằng Mày lòng tham không đái, đã chiếm ngô quận còn tới lớn bức bờ cõi ta. Nay ta quyết báo thù cho họ nghiêm. Sạch nổi giận, lại toan xông tới đánh. Nhưng thái sử từ đã giọt ngựa ra trước. Dương lãng múa đau đánh nhau với từ. Chú thích. Dương lãng là một đại danh sĩ lại kiêm cả vũ nghệ nữa. Cầm bút được, cầm dao cũng được. Đọc tiếp. Đánh được dài hiệp thì bộ tướng của lãng là Chu Hân ra trợ chiến. Bên trận tôn sách, hoàng cái cũng phi ngựa ra giao phong với Chu Hân. Hai bên trống trận gian trời, cổ võ nhuệ khí. Bốn tướng đang đánh nhau, bỗng phía trận dương lãng bị rối loạn cả lên. Một cánh quân từ đâu kéo tới đánh tập hậu dương lãng quán sợ rồi quay ngựa về chống đỡ thì ra chu du và trình phổ kéo quân đánh bất ngờ mặt sau thế là hai mặt trước sau cùng đánh ép lại dương lãng thấy cô không địch nổi phải liều chết cùng chu hưng bạch hổ đánh mở đường máu chạy về cối kê rút cao cầu treo đóng cửa cố giữ tôn sách thừa thế kéo đại quân đến sát thành, ra lệnh công phá bốn mặt. Dương lãng ở trong, thấy tôn sách phá thành gấp quá, lại muốn mở cửa ra quyết một trận tử chiến. Nghiêm bạch hổ nói, quần thế của tôn sách nó quá mạnh, túc hạ chỉ nên đào hào sâu, đắp lũy cao, đóng cửa mà cố giữ. Chờ không đầy một tháng nữa, quần nó hết lương, tự nhiên phải lui chạy. Bây giờ, thừa thế đuổi đánh, phá được chúng. Dương lãng nghe lời, đóng chặt cửa thành cối kê, không xuất chiến nữa. Tôn sách đánh liền mấy ngày không phá được thành, bèn hợp các tướng thương nghị. Chú sách là tôn Tĩnh nói rằng Dương lãng liều chết giữ thành không thể đánh chiếm ngay được. Nay tiền lương quận cuối kê quá nửa hiện chứa ở trà độc cách đây chừng dài chục dặm đường. Chi bằng kéo quân tới chiếm lấy trước. Đó chính là kế đánh lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, ắt phải thắng thôi. Sách mừng rỡ nói. Ồ, mưu cao của thúc phụ đủ phá tan quân giặc rồi. Tức thì hạ lệnh cho quân ở khắp bốn cửa đều đốt lửa hư trương thanh thế làm nghi binh. Rồi suốt đêm ấy, triệt dòng dây kéo quân về phía nam. Chu Du nói, Chúa Công kéo đại quân đi, ác dương lãng mở cửa thành đuổi theo. Vậy nên dùng kỳ binh mà đánh, ác toàn thắng. Sách nói, ta đã sắp đặt sẵn sàng như vậy rồi, chỉ nội một đêm nay là lấy được thành. Bèn hạ lệnh quân mã lên đường, dương lãng nghe tin báo quân tôn sách đã rút, dẫn mọi người lên địch lâu quan sát nhìn ra thế giới thành có khói lửa khắp bốn bề cờ quạt nghiêm chỉnh thì lòng nghi ngờ nhưng chu hân quả quyết đúng là tôn sách rút lui rồi hắn bày trò ra như vậy để chúng ta nghi ngờ đó nên kéo quân đuổi đánh ngay nghiêm bạch hổ nói tôn sách rút quân lúc này chắc là đi cướp tra độc tôi xin dẫn quân đuổi đánh. Dương Lãng nói, Tra độc là chỗ đồn lương của ta, cần phải đề phòng lắm. Vậy, ông dẫn quân đi trước, tôi đi theo sau tiếp ứng. Bánh hổ bèn cùng Chu Hân kéo năm ngàn quân mở cửa thành đi đuổi. Tới canh một đêm ấy, thì ra cách xa thành 20 dặm. Bỗng từ trong rừng rậm một hồi trống nổi dậy rồi lửa cháy lên sáng rực bạch hổ quán sợ quay đầu quất ngựa chạy về thì bị ngay một tướng chặn đường nhìn vào ánh lửa thấy rõ ràng là tôn sách chu hân múa dao lại đánh bị sách đâm ngay cho một giáo chết lăn quân sĩ đều xuống ngựa bái hàng bạch hổ liều đánh mở đường máu trông về phía dư hàng mà chạy. Dương lãng thì ở đằng sau, nghe tin tiền quân đã thua, không dám về thành cối kê nữa, và dẫn quân chạy trốn ra vùng biển. Tôn sách quay binh về chiếm thành trì, an định nhân dân. Qua một ngày sau, thấy một người đem thủ cấp nghiêm bạch hổ tới dần tôn sách. Sách nhìn kỹ, thấy người đó mình cao tám thước, mặt vuông, miệng rộng. Có vẻ dũng mãnh lạ thường. Hỏi ra mới biết, người ấy quê ở Dư Diêu, quận Cối Kê, họ Đổng, tên Tập, tự là Nguyên Đại. Sách rất mừng, cho làm biệt bộ tư mã. Thế là mặt đông hoàn toàn bình định. Sách để chú là tôn lĩnh, đóng giữ cối kê. Lại cử chu trị làm ngô quận thái thú. Sách thu quân kéo về Giang Đông. Nói về Tôn Quyền cùng Chu Thái đóng giữ Tuyên Thành. Một đêm kia, bỗng bị bọn giặc núi kéo tới tình lình, đánh vào bốn mặt. Bây giờ đang lúc tối đen, không kịp chống đỡ. Chu Thái vội ôm Quyền lên ngựa. Quân giặc xông tới, dùng đao chém túi bụi. Thái liều mình đi bộ, cầm đao giết giặc, chém luôn một lúc hơn 10 tên một tên giặc thúc ngựa tới, phóng giáo dài đâm chu thái, tay nắm được giáo, giật mạnh khiến hắn ngã ngựa, rồi cướp giáo đó mà đánh mở đường máu, cứu Tôn Quyền. Quân giặc còn lại thì bỏ chạy. Trong bình thái bị 12 mũi giáo đâm, vết kim sang phát sừng lớn, đau khắp mình ghê gớm, tính mạng nguy trong giờ khắc. Tôn Sách nghe tin, lo sợ đống tập dưới trướng thưa rằng Tôi từng đánh nhau với bọn giặc biển Có lần đã bị đâm mấy mũi thương rất nặng Mai nhờ một người hiền giả làm cuộn lại Tên là Ngu Phiên Mách cho một thầy thuốc Danh y này chữa cho tôi chỉ nửa tháng là khỏi thôi Sách hỏi Ngu Phiên Ngu Phiên nào Có phải là Ngu Trọng Tường chắc Đống tập thưa rằng phải Sách nói ngay Người đó là hiền sĩ Ta nên dùng lắm Bèn sai trương chiêu cùng đóng tập Đi mời ngu phiên Khi phiên đến nơi Sách lấy lễ, ưu đãi Và cử làm công tàu Rồi hỏi chuyện tìm thầy thuốc Phiên nói Người đó ở tiêu quận nước bái Họ qua tinh đà Tự là nguyên quá Thật là vị thần y của đời nay Tôi xin dẫn tới ra mắt chúa công chưa đầy một ngày sau, qua đà đã tới. Sách nhìn kỹ, thấy người mặt đỏ như hài đồng, tóc trắng như lông hạt, có vẻ phiêu nhiên, có phong tư xuất thế. Bèn đãi làm thượng khách, rồi mời xem bệnh cho chu Thái. Qua đà xem qua nói. Những vết thương này cũng dễ chữa. Rồi tra thuốc cho, và sau một tháng thì chu Thái khỏi sách rất mừng tạ ơn qua đà rất hậu rồi tiến quân đi trừ lũ giặc núi miền giang nam bình định sạch cắt đặt tướng sĩ đóng giữ các cửa ải rồi viết biểu dân về tạo tháo một mặt sai người mang thư đến viên thuật để lấy ấn ngọc truyền quốc về bấy giờ viên thuật ở hoài nam đã có ý ngầm muốn xưng hoàng đế bèn viết thư trả lời sách thác cớ này cớ nọ không trả ứng rồi gấp rút triệu quan trưởng sử dương đại tướng và các vị đô đốc trương huân kỷ linh kiều nhụy cùng các thượng tướng là bọn lôi bạc trần lan hơn 30 mươi viên vào hội họp bảo rằng tôn sách mượn binh mã của ta khởi sự nay lấy trọn đất giang đông rồi đã không nghĩ trả ơn lại còn đòi ấn ngọc Thật là vô lễ. Ta nên dùng kế trị nó. Trướng sử Dương Đại Tướng nói, Chú thích. Người này họ Dương tên là Đại Tướng, chứ không phải chức Đại Tướng. Đọc tiếp. Tôn sách giữ thế hiểm trường gian, lại binh tinh lương đủ, chưa nên đánh dội. Nay ta hãy khởi quân đánh ngay lưu bị để báo cái thù ngày trước nó vô cớ đánh mình. Rồi sao hãy đánh tôn sách cũng chưa muộn. Tôi xin hiến cái này khiến Lưu Bị bắt ngay tới khắc. Đó chính là chưa tới gian đông trồng cọp dữ đã sang từ quận trọi rồng thiên. Chưa biết kế ấy ra sao. Xin chờ hạ hội phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư Lã bố đến ướp Duyện Châu thì Tào Tháo lấy lại được Duyện Châu. Lã bố đến ướp Từ Châu mà Lưu Bị không lấy lại được Từ Châu. Đó không phải tại bị kém tháo mà chính vì cái thế của bị kém tháo vậy. vốn là lã bố nương nhờ Lưu Bị mà rồi ra bị phải nhờ bố. Khách biến thành chủ, chủ biến ra khách. Cái cảnh ngộ của Lưu Quyền Đức quả là gian nan lắm thay. Tôn sách tin thái sử từ, và từ cũng không lừa dối tôn sách. Tâm sự người anh hùng thanh thiên bạch nhật có thể ăn ở thành thực với nhau. Lưu Bị không nghe lời tháo, không giết lã bố. Thế mà sao lã bố nở nghe viên thuộc để đánh Lưu Bị? cho đến khi bị viên thuật lừa dối trở tráo mới lại đi triệu lưu bị về ở cùng lã bố sao mà vô tính nghĩa đến như vậy cho nên trương phi cứ muốn giết lã bố tức là trương phi biết xét người lắm chứ giật đức đâu có phải hạng lỗ mãn vũ phu tôn kiên bắt được ngọc mà rồi bị chết tôn sách bỏ ấn ngọc mà rồi làm bá chủ giang đông thì em mới biết cái ứng ngọc chẳng quý báo to tác gì. Muốn thành đại nghiệp, phải lấy sự thu dùng nhân tài, cố kết dân tâm làm của báo thực sự. Ấn ngọc chẳng làm cho người ta nên cơ nghiệp được. Tôn kiên, giấu giếm, mà tôn sách lại bỏ ứng. Tôn sách còn anh hùng hơn cha nữa. Hoặc có người hỏi, tôn sách anh hùng như thế sao không đánh ngay lưu biểu để báo thù cha? xin thưa rằng chân đứng chưa có không thể báo thù, mà chân đứng vừa tạm vững chưa thể báo thù được. kìa như tào tháo đã được Duyện châu mà vừa đi đánh đào khiêm ở từ châu đã bị lã bố đánh úp sau lưng đó, cũng như lưu bị khi chưa có đất ba thuộc làm chân đứng đã kéo quân đi đánh tào tháo thì quan trương không thể lập công gì được. Cho nên, khi muốn việc gì, phải trù tính cẩn thận, chính chắn đã. Truyện Tam Quốc này Trong hồi trước, tác giả trình bày căng do việc tàu dựng nước. Đến hồi này, lại kể đầu mối việc họ tôn dựng nước. Hai nhà tôn tàu đều đã tự tạo thành cuộc diện mà Lưu Quyền Đức hãy còn long vong phiêu bạc không chỗ nương thân. Nhưng người kế nghiệp hán chính thống chính là Lưu Quyền Đức. Cho nên, ở cuối hội trước đã đem chuyện quyền đức kết thúc. Hồi nay cũng lại lấy chuyện quyền đức làm kết. Hồi này khởi từ chuyện lưu bị mà dẫn ra chuyện hai nhà tôn tạo thì cũng là kể chuyện họ lưu rồi đó. Đã lấy họ lưu làm chính thống thì tuy kể chuyện họ lưu ngắn ngủi, đó cũng là chính văn. Tuy kể chuyện tôn tào dài dòng, ấy là có phần bàn văn mà thôi. Và trong chỗ bàn văn dài dòng ấy có phần chính văn nổi trội lên, cũng giống như con rắn ẩn trong đám cỏ, đứng đằng kia thấy đầu, đứng đằng này thấy đuôi. Cũng giống như trong đám mây lớn trên không trung có con rồng ẩn vào đó đứng chỗ này thế vậy tuyệt diệu không đâu bằng nếu người đọc tam quốc mà chỉ coi như đọc tiểu thuyết thì thật là chưa biết đọc tam quốc vậy